荒木直之25歳、その圧倒的なポテンシャルはどうか、掴んだ掴んだ、いよいよウルトラクレイジークリフハンガースタート。突起は3センチ、そして距離は 1.8 メートルある。体を振って飛んだ、掴んだ掴んだ。Hãy cùng đến với một thí sinh kinh nghiệm. Đó là vận động viên Naoyuki Araki. Đây là kinh nghiệm mà anh đã có được khi tham dự Sasuke Nhật Bản năm 2013. Hy vọng ngày hôm nay, với hai thử thách quen thuộc là cầu nhím và cú nhảy phi thường, Araki sẽ có thể ngẩng cao đầu khi về đến đích. Bắt đầu. Đây là một thí sinh rất đặc biệt khi biết tới chương trình không giới hạn Sasuke Việt Nam thông qua Facebook, và anh đã quyết định đến để dự thi với chương trình. Và mục đích của anh là đến với được thử thách cuối cùng, đó chính là tháp Midoriyama. Bóng trụ vượt qua đời rất tốt. Đây là thí sinh đã từng tham dự với Sasuke phiên bản tại Nhật và đã bị rớt ngay từ vòng 1. Lần này thì anh đang muốn cải thiện. Được rồi. Rất tốt. Chúc mừng anh. Bây giờ sẽ là cú nhảy nhảy. Quá rồi. Kỹ thuật rất tốt. Bình tĩnh nào. Tuyệt vời. Thí sinh của chúng ta. Đến rồi. Thưa quý vị, như vậy là chắc chắn anh ấy đã vượt qua được thử thách 1B của chương trình. Bây giờ lùi thời gian của anh ấy sẽ là bao nhiêu? Chúc mừng. Vượt qua được những thử thách của chương trình ở vòng 1. Và thành tích của anh ấy đó là 50 giây 53. Xin chúc mừng. Như vậy, Araki là cái tên đầu. Chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo đến từ Nhật Bản. Thí sinh Naoyuki Araki. Naoyuki Araki là một sinh viên đại học với thành tích thi đấu ở vòng ngoài là 1 phút 39 giây 39. Với thành tích thi đấu tốt ở vòng 1. Bắt đầu. Một thí sinh nữa đến từ Nhật Bản. Đây sẽ là người mang hy vọng tiếp theo. Bật tường đu dây. Chính xác. Thả cá hồi. Lên. Lên. Lên rồi. Lên rồi. Nước ta cuối cùng. Không. Không có thì nước ta cuối cùng. Chính xác. Cú bung người. Có vẻ như đây sẽ là thí sinh tiếp theo của Nhật Bản đến với vòng 3. Congratulations to Naoyuki Araki. Your remaining time is 37 seconds, 97. Hãy xem lại phần thi của Araki. Araki đã quyết định bỏ nấc cuối cùng và lấy đà bằng cách đông đưa người thật mạnh và bám vào cầu treo phía trên cao. Sau đó tiếp đất nhẹ nhàng. Naoyuki Araki đã vượt qua tường công thứ nhất, không có gì trở ngại, để đến với tường công thứ hai. Xin được chúc mừng. Chương trình 続々公開中. Chanel 登録よろしく.